Chào cả nhà, hôm nay em giao lưu cả nhà một cây vụ nữ trăng dài nghệ thuật bên em nha. Thì cây này báo kích thước luôn ạ. Cây vào chậu lọc lòng 35, cây cao 1m1. Phần rễ của nó thì cao 40cm nha. Cái này về anh em mình đôn thêm cái tầm 5 đến 10cm nữa cũng được nha. Phần rễ đã rất là già lắm rồi. Cái phần rễ nó nghiêng tạo thế rất là chuyên ha. Đường cầu nguyện đi xuống rất là... Cái này nó có một cái đường cầu nguyện đi xuống nhìn xuyên xuyên theo cái đường thân cây rất là đẹp luôn nha. Cầu nguyện này thì dài tầm 50 phân nha. Bộ rễ của cái này thì cực kỳ nhiều luôn nha. Già tạo thành khối luôn. Cái lần hàng này thì lâu lâu mới có một cây duyên như thế này nha. Cái này về anh em mình thay chậu vào thì rất là nghệ thuật luôn nha. Về phần đầu năm thì em chưa làm kịp làm dây lại. Phần lá của cây này thì cực kỳ mạnh nha. Giống cây này thì mạnh, dàn lá rất to luôn. Và anh em nào yêu thích thì có liên hệ trực tiếp với em nha. Cái đường cái lâu lâu mới có một cây rất là duyên cái này lẹ. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em ạ. Xin chào cả nhà.